Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript bài số 2. Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và chạy thử một chương trình in ra màn hình câu lệnh xin chào Việt Nam. Và để học được bài này thì các bạn cần phải cài đặt Node.js và một IDE bất kỳ. Ở đây thì tôi đang sử dụng Visual Studio Code. Và nếu các bạn chưa biết cách cài đặt Node.js và Visual Studio Code thì có thể tham khảo video trước của tôi về cách cài đặt để học Angular. Link của video tôi sẽ để trong phần mô tả. Sau khi đã có Node.js và Visual Studio Code thì chúng ta sẽ dùng command line truy cập vào thư mục chúng ta muốn tạo file để học lập trình TypeScript và sẽ bắt đầu gõ câu lệnh để cài. Chúng ta sẽ bắt đầu gõ như sau: npm cách install trừ cách trừ g trừ g đấy TypeScript. Các bạn nhớ gõ đúng chính tả thì lệnh mới chạy được, cần sai một chữ là không được. Và rất nhanh thì TypeScript đã được cài đặt trên máy của tôi. Tiếp đến tôi sẽ tạo ra một file mới new, các bạn có thể chọn file bất kỳ hoặc text document cũng được. Tôi sẽ đổi tên file thành a.ts. TS là đuôi file TypeScript. Chúng ta phải để đuôi là TS thì biên dịch mới có thể hiểu và dịch để chạy chương trình được. Đấy, sẽ hỏi là chúng ta muốn đổi đuôi không? Yes. Trường hợp các bạn không hiện đuôi thì trong nguyên 7 thì chúng ta có thể vào như sau: Organize, Order and Search Option, View. Các bạn hãy bỏ check cái dòng này nhé. Hai extension for no file type. Khi bạn tích vào đây thì đuôi của tôi sẽ không hiện nữa, chúng ta sẽ bỏ đi. Thường thì coder sẽ bỏ dòng này đi để thuận tiện cho việc lập trình. Đây là file 3.ts. Sau đấy tôi sẽ mở bằng Visual Studio Code, chọn là mặc định là mở bằng Visual Studio Code. Đây là file source code của chúng ta. Chúng ta sẽ gõ lệnh như sau: console log in ra màn hình xin chào Việt Nam. Các bạn hãy lưu lại Ctrl Save. Sau đấy chúng ta sẽ dùng lệnh tsc a.ts tsc chính là TypeScript compiler, chính là trình biên dịch của TypeScript. Vì đuôi .ts không thể chạy trực tiếp được mà cần phải biên dịch ra một file có đuôi .js thì mới có thể chạy được, nên chúng ta sẽ phải gõ lệnh như sau: tsc cách a.ts enter. Các bạn có thể thấy đây, nó đã sinh ra cho chúng ta một file a.js. Tiếp đến để chạy được file a.js này thì ta lại vào trong command line và gõ câu lệnh npm cách a.ts js enter. À, không phải npm, tôi đã bị sai rồi, xin lỗi các bạn. Đấy là phải là lệnh npm cách a.js enter. À, phải là node, xin lỗi các bạn một lần nữa. Node
cách a.gf enter. Đây, máy đã in ra cho chúng ta ngoài màn hình là câu xin chào Việt Nam. Như vậy là đã thành công. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.